Cái con dâu cô là bây giờ cháu mà chấp nhận về đây á, là cái thứ nhất á. Đấy, cháu nhìn nhà cửa này là chờ cô làm xong rồi là cô không có dọn dẹp lau chùi nữa là một vấn đề. Hai nữa là cái bếp nấu nướng là phải lo. Cái điều kiện cuối cùng của cô là nếu mà chấp nhận á, là cưới được 4 tháng là cháu phải nghỉ việc ở nhà mà gánh vác. Cô cũng phải vậy, phải ra điều kiện mà. Tính là khó cho đúc rôi nhưng mà không đúc rôi ngay mà. Vậy mà vẫn chấp nhận là cưới 4 tháng. Chấp nhận hết luôn. Chấp nhận luôn. Lúc đó yêu quá rồi đúng không? Sợ lắm, sợ rất là sợ luôn. Nhưng mà mẹ ra điều kiện gì thì tại vì anh bảo là thôi giờ về mẹ nói cái gì thì em cũng cứ đi, cũng cứ đồng ý đi. Đó, thì cũng để cho ảnh vui nên là thôi cũng cố gắng. Khi mà cô ra điều kiện rồi em gái cô kìa cũng ra điều kiện chấp nhận hết. Trời ơi, sao nhiều điều kiện. Cô là Nguyễn Thị Tươi ở Tiến Hưng, Bình Phước, 60 tuổi. 60 năm cuộc đời. 60 cuộc có đời bao thôi. Nhiêu? 60 năm cuộc đời. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, 35 tuổi. Mình làm dâu của mẹ được 7 năm. Thiếu 1 tháng 28 ngày nữa là tròn 7 năm. Trời ơi, tuyệt vời. Ôi, vậy là mẹ tính từng ngày luôn thôi mẹ. Không, nói chung là cái ngày mà dâu về nhà là nhớ không quên được. Cái ngày đầu tiên cô gặp con dâu này thì cô cảm nhận thế nào? Con trai cô đưa về nhà thì cô thấy cao ráo, sáng sủa, xinh xắn, cũng rất là hãnh diện. Nhưng mà sau được mấy tháng cô có tìm hiểu thì con trai nói là sinh năm 85. Cô mới nghĩ này 85 đi chứ em gái mình hai vợ chồng nó cũng cùng tuổi thích đận quá. Cô nói luôn con trai luôn là cái này là mẹ không đồng ý rồi đấy. Thì nói chung cả nhà, cả nội nó nữa chứ không phải riêng mình cô. Cùng tuổi đó hả? Cùng tuổi, cùng tháng luôn nữa. Trời ơi. Con trai cô cũng thương mẹ lắm. Chưa bao giờ mà biết cãi mẹ thì nó cũng nghe cô là nó thôi, nhưng mà thật ra là trong lòng nó chưa thôi, trái tim nó chưa thôi. Lúc đầu thì hai đứa chỉ có là bình thường thôi. Em nghe mọi người xung quanh nói là chắc không làm dâu nổi bà này đâu, bà khó lắm. Tuấn nó quen biết bao nhiêu người mà không ai mà mẹ mày đồng ý hết, nên là giờ chưa quen thì rút lui đi. Thì Nguyễn đã thẳng rằng là thôi bây giờ hai đứa mình tình cảm chưa có được sâu sắc lắm thì thôi mình dừng lại ở đây đi, không có vợ này thì có vợ khác, mà mẹ thì chỉ có một mẹ thôi. Thì ảnh cũng ư xong rồi cái lại một thời gian sau ảnh lại nói là mẹ đồng ý rồi, nhưng mà thực chất là ảnh nói dối thôi. Thì cô cứ nghĩ là thôi rồi. Sau được mấy năm, 4 năm cô làm nhà mới xong cô nói con trai cô này giờ con quen nào con dẫn về đi mẹ cưới cho. Đó, đằng nào cũng trách nhiệm làm cho xong. Con có quen ai đâu. Cô bảo khiếp mấy năm trời mà không kiếm được cái nào. Còn sau nữa cô thuyết phục lại lần nữa. Con quen ai thì bây giờ con cứ đưa về đi để mẹ hỏi ý kiến xem nó có đồng ý không. Hay là nó sợ nhà mình như vậy nó không gánh vác nổi thì sao. Cho nên con cứ đưa về đây mẹ hỏi ý kiến, được là mẹ cứ liền. Vậy là tối nay con đưa về nhé. Vậy là đến chiều chứ không phải tối. Chiều là thấy đưa về đến cổng là cô nhìn thôi lại đúng bé này rồi. Kiểu này đất không chịu trời, trời phải chịu đất. Cô mới nói chuyện cũng hỏi con dâu cô là cô bây giờ cháu có thương Tuấn Anh thiệt tình không? Con thương thiệt tình. Vậy bây giờ cô nói này, con về đây á, là con có thể gánh vác được gia đình này thì về, chứ còn không thì cũng không nên. Sau này về rồi cũng là phải làm thế nọ, phải làm thế kia. Con dâu cô nói cái gì cũng được, cô hỏi ra cái gì cũng được. Cô bảo thôi vậy thì bây giờ mới ban đầu gặp hỏi sơ vậy thôi. Bây giờ cháu về với nhà thì có thể là mai cháu xuống chơi để cô hỏi tí chuyện nữa được không? Em cũng được, vậy là sáng mai lại lên. Thì nói thật với hai MC là cô thì lúc chưa có dâu á là giáo viên một số chị em cứ bảo sau này không có dâu nào ở được với chị. Khó quá hả cô? Cô hơi kỹ một tí. Cô mới ra điều kiện với con dâu cô là bây giờ cháu mà chấp nhận về đây á, là cái thứ nhất á. Đấy, cháu nhìn nhà cửa này là giờ cô làm xong rồi là cô không có dọn dẹp lau chùi nữa là một vấn đề. Hai nữa là cái bếp nấu nướng là phải lo. Cái điều kiện cuối cùng của cô là nếu mà chấp nhận á, là cưới được 4 tháng là cháu phải nghỉ việc ở nhà mà gánh vác. Cô cũng phải vậy, phải ra điều kiện mà. Tính là khó cho đúc rôi đấy, nhưng mà không đúc rôi ngay mà. Vậy mà vẫn chấp nhận là cưới 4 tháng. Chấp nhận hết luôn. Chấp nhận luôn. Lúc đó yêu quá rồi đúng không? Sợ lắm, sợ rất là sợ luôn. Nhưng mà nãy ra điều kiện gì thì tại vì anh bảo là thôi giờ về mẹ nói cái gì thì em cũng cứ đi, cũng cứ đồng ý đi. Dạ. Đó, thì cũng để cho ảnh vui nên là thôi cũng cố gắng. Khi mà cô ra điều kiện rồi em gái cô kìa, đó, cũng ra điều kiện chấp nhận hết. Trời ơi, sao nhiều điều kiện quá vậy? Chấp nhận này hết nhá. Điều khó luôn á. Chấp nhận hết mà làm khó lắm luôn á. Nhận lời cái gì cũng nhận, cái quay ra khó cho cô chứ. Cô lại phải đi thuyết phục nội ngoại. Ngày hôm sau là cô đi luôn nhá. Xin cưới liền. Ban đầu là nó khó khăn gian nan quá. Nghe thôi anh cũng thấy sợ rồi. Ham chi biết sao cái đứa em gái nó cũng hai vợ chồng nó cùng tuổi, lận đận quá, đến giờ này nó vẫn lận đận mà như hai đứa này cũng lận đận về đường con cá. Khó khăn mới được bé rồi. Chứ quan trọng mình yêu thương nhau thôi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Lần đầu là về làm dâu, đi ra đầu đường đi mua đồ ăn á, xong rồi mấy người nói chứ chắc mày làm dâu bà Tươi chắc không được 3 ngày đâu, cũng sợ nữa. Cái từ nhủ lòng là nói thôi cố gắng lên. Bao nhiêu sóng gió ập đến là về con cái này kia nữa. Nhớ một lần rằng là vô tình thôi, có nghĩa là mẹ nói nhưng mà biết là mẹ không cố tình, tại vì là có cả con dâu đó nữa mà mẹ bạn cứ nói, mẹ bảo từ năm nay mà không có con là đi cưới vợ khác cho Tuấn. Trời ơi, đó, rất là áp lực. Nhưng mà cũng nói với chồng ấy là thôi bây giờ mẹ là cứ hay suy nghĩ nên là anh đừng có nói với mẹ về cái chuyện này, để hai vợ chồng mình tự đi sắp xếp. Thì anh cũng đồng ý, nhưng mà đến một thời gian hết tiền rồi, nói về để cho mẹ chi tài chính cho đi chứ giờ hết thì để đi là mình đi đâu chị? Đi bác sĩ hả? Đi bác sĩ á. Bác sĩ kêu là 14 ngày thử que, lên mới 10 ngày rồi thử rồi thấy không lên, cái ra buồn cũng ngồi khóc. Cái mẹ vô mẹ tưởng cái chuyện gì mà hỏi sao khóc rồi, cái nói là con thử que nó không lên. Xong rồi cái mẹ bảo chứ cứ từ từ đi, bác sĩ hẹn 14 ngày thì con cứ đợi 14 ngày đi, cứ vào trong nằm nghỉ. Trong 14 ngày đó mình cảm thấy mình giống như là người không làm được cái gì hết, giống như người bị liệt vậy đó, y như kiểu là cả một thế kỷ luôn, nó dài ơi là nó dài luôn. Từ miếng ăn đến giấc ngủ, nó thuốc thang là mẹ sắc cho hết, và đến cái ngày đi xét nghiệm lại có, mẹ điện về cho mẹ mừng lắm. Trời ơi. Nhưng mà không biết là giữa cô và chị á có cái điểm nào đó mà chưa hợp nhau không cô? Con dâu cô á là coi tính về con á, ví dụ nó không ăn chứ ăn đi, thế đấy là cô vẫn không đồng ý, con chính luôn. Mẹ đẻ 4 đứa nhưng mà chưa bao giờ mẹ nói lớn con phải tập như vậy đi, rồi sau này con vậy. Không phải cứ giao to búa lớn mà dạy được con, ta chỉ cần dùng lời nói nhỏ nhẹ. Cũng qua chương trình này là mẹ nhắc lại con lần nữa. Mẹ đã nhắc rồi, giờ mẹ nhắc lại lần nữa. Vậy em có cảm giác giận mẹ gì không? Không, là rất là chiều cháu, chồng cũng chiều nữa, mà nhà có 3 người mà 2 người chiều rồi mà mình lại chiều nữa thì thành ra sợ mai mốt con bé cái tính nó lại bướng. Thế là mẹ thì cứ bảo chứ con cứ nói ngọt nó đi thì nó nghe, nhưng mà nó ngọt 2-3 lần nó không nghe là mình bực, mình cứ la lên là mẹ cứ nói. Nhưng mà mẹ nói đó rồi thôi, mẹ không có để bực. Em không có cãi lại. 7 năm trời em chưa bao giờ em cãi lại mẹ em một lần nào. 3 người nhưng mà có một mình chồng là khác quan điểm mà, còn hai mẹ con là trùng quan điểm. Con dâu cô giống cô ở cái điểm là đúng hay sai không cãi lại, nhưng mà sau một lúc nào đó lại ngồi nói lại. Nó cứ mãi mãi là nhịn chồng. 7 năm nay thì là cô rất là yên tâm. Em là người phụ nữ rất là chịu đựng luôn á, gọi là giống như là bản năng chịu đựng của em nó có từ trong người rồi. Chứ nếu như gặp con gái nào thì không chịu đựng mất gì đâu. Không mà hình như chắc em giống mẹ em, tại mẹ em cũng chịu đựng ba em dữ lắm. Ủa hả? Cực kỳ là nhịn. Thậm chí có khi gọi em tên rồi nhưng mà cô anh nói đúng rồi, em phải nghe để rút kinh nghiệm. Nhưng mà thực tế ra là trong lòng ức lắm, nhưng mà phải kiềm chế để lúc khác. Ví dụ như thường đàn ông lâu lâu có hút rượu mà bạn gặp bạn bè thì nó quá chén, Mình nói ra thì mình phải chiều theo đi, xong hết ngồi cái là bắt đầu ngồi nói lại. Đây cũng là một bài học đấy chứ. Nhưng mà con dâu cô nó sướng cái là con trai chồng nó không biết uống rượu, không biết uống cà phê, không biết gì luôn. Chính vì điều đó nên em có thể gọi là chịu đựng tất cả mọi thứ đang xảy ra. Hôm nay thì cũng có thư nữa hả chú? Có thư nữa, chú là người gửi thư. Đọc có thư xin nói sao. Thương gửi mẹ của con. Mẹ ơi, trước giờ con chưa từng nói những lời này với mẹ. Thật khó để con viết ra những lời như thế này. Tình cảm của mẹ dành cho con, nuôi con trưởng thành. Tình cảm đó thật là lớn lao, con không biết nói sao cho hết được. Hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp gửi đến mẹ, mong mẹ có nhiều sức khỏe để sống với con cháu. Mẹ ơi, đối với con, mẹ là tất cả. Con yêu mẹ suốt cuộc đời này. Thương gửi vợ. Riêng vợ, anh luôn chúc những gì tốt đẹp nhất. Anh mong vợ nhiều sức khỏe để cùng anh và con đi hết quãng đường còn lại. Sau chương trình này, em phải biết anh thương em như thế nào. Những gì anh đã nói với em ngày 20 tháng 10 năm 2020, em hãy nhớ kỹ nha em. Mới đi. Tò mò quá, chú đọc lẹ đi con hỏi cái. Hỏi nói gì ạ? Anh đã nói không là không. Ủa gì kỳ vậy? Anh biết. Anh mong rằng vợ chồng mình mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau. Anh xin chân thành cảm ơn ban biên tập chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu để giúp anh có dịp lời nói yêu thương đến mẹ và đến em. Thương mẹ, yêu vợ. Ủa, anh nói gì 20 tháng 10? Nói cái gì 20 tháng 10? Không là cái gì vậy? Tức là mới đây rồi, đột xuất cái 20 tháng 10 mình đấy. Dạ, cơ quan tổ chức cho mấy chị em. Điện về bảo chồng không đồng ý rồi. Chồng bảo là anh không cho đi. Mấy nói là một năm có 20 tháng 10 có một lần mà mấy anh tổ chức thì không đi thì kỳ quá. Đi đồng chiều em về em làm bình thường chứ em không có đi đâu đâu mà anh cứ phải sợ là em đi chỗ này chỗ kia. Anh cứ bảo không là không, không cho đi là không cho đi. Đi làm mà nhiều khi mình phải va chạm cái này cái kia mà lãnh đạo xuống mời mà mình không đi thì không được. Nên là thôi kệ cứ đi, đi rồi về rồi năn nỉ chồng sau. Ông vẫn nói là không bây giờ em có đi thì đi, nhưng anh vẫn nói không là không. Đúng rồi. Xong cái quay ra cô đang nấu ăn ở bếp, mình điện về nói cô là trưa nay các anh tổ chức 20 tháng 10 con ở lại. Cô cũng rất vui vẻ, cô vậy thôi con ở lại đi. Đó, nhưng mà trong lòng cô tức lắm. Xong đến tối về cô nói luôn, cô mà cái này cũng để mà rút kinh nghiệm từ giờ về sau. Từ mai trở đi bất làm một cái gì hoặc là đi ăn đi uống hay là vui bạn vui bè là phải có kế hoạch trước một nửa ngày, là ít nhất còn không phải một ngày. Không đột xuất là cứ lần này đột xuất được là lần sau đột xuất được là không được. Mà mình làm bất cứ cái gì nhỏ nhỏ là có kế hoạch 1-2 ngày. Đúng còn rồi. Cái gì mà lớn là phải có kế hoạch trước với cả nửa tháng 10 ngày. Có kế hoạch nha con. Đừng nói muốn tặng quà cho chú, muốn cho chú cái gì phải báo cho chú trước nha con. Không có phải nói là cho nha. Không, cái như ví dụ như cái tặng quà đấy thì lại khác. Cũng vinh dự cái là từ khi mà cháu về đến giờ là năm nào không chị em cũng túm nhau vào tổ chức sinh nhật cho mẹ. Vậy là vui rồi. Đấy, với lại nói chung là ngày lễ của mẹ là vẫn tặng hoa. Tặng hoa thì cái đấy không cần vì là có kế hoạch ơi Quyền Linh. Mẹ cũng khó đấy, nhưng mà bây giờ hiểu rồi thì hai người tự nhiên nó rất là vui vẻ với nhau. Khó nó cũng trở thành dễ ha, nhiều khi dễ ban đầu mà khó sao mới mệt. Mẹ là có cái tính thương người. Dạ, rất là thương người luôn. Chắc có lẽ là mình Phước nói riêng và Việt Nam nói chung vậy đó, không ai cho mướn nhà trọ mà cả năm đi lấy tiền lần đó. Có mình mà em vậy hả? Đúng rồi, có mình em thôi. Một năm cái đến gần cuối xong rồi cái gần Tết cái lấy tiền cái 2 giờ đêm đón trên xe đi mất tiêu, không trả luôn. Mà đâu phải tiền nhà không đâu, tiền điện tiền nước đủ thứ tiền rồi đi luôn. Nhưng mà hình như là ông trời cũng có mắt nên là sau 2-3 năm là người ta cũng quay lại đấy. Ủa vậy hả? Tao làm có tiền tao quay lại tao cảm ơn. Quay lại để làm. Nói chung là hiện tại bây giờ cũng vậy luôn. Từ lâu đến giờ rồi cô phải 10 năm nay là thường là như vậy. Cô thấy người ta khó khăn quá, làm ra ít tiền quá, thôi đến cuối năm người ta có tiền cơm đấy thì người ta trả cho mình một thẻ. Chứ bây giờ mỗi tháng người ta làm có vài triệu thì người ta sinh hoạt là hết rồi. Vậy thì thôi mình để đi. Tính trong đầu là không trả cũng sao. Chính xác rồi. Đâu chạy thì nhiều chứ. Chạy nhiều lắm thôi. Gặp Linh cũng chạy nữa. Không chạy nhiều. Đọc đi chuyến xe 2 giờ không à. Đúng rồi, tại vì nhà cách nhà trọ cô nói cách đơn giản. Mới đây là bão lụt thì cô với lại gì nữa, cô thật là cũng hai chị em mấy ngày trời đi quyên góp, vừa mới bàn giao cho xã. Hay quá, cảm ơn cô. Dạ. Hôm nay thì cái câu chuyện của hai mẹ con này cũng rất là thú vị và một câu chuyện khá hay. À, cuối cùng thì mẹ con vẫn yêu thương nhau, chồng con vẫn yêu thương là anh yêu em, anh thương em, nhưng mà không là không. Nhưng mà em đi thì cứ đi. Dạ. Dễ thương. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình ha. Rồi cô cảm ơn chương trình. Dạ. Dạ cô ơi, nếu mà sau này con có làm ăn khó khăn thì cô cho con xin phòng ở. Cô lúc nào cũng sẵn sàng luôn. Dạ. Thay mặt chương trình, con cũng xin gửi tặng cô phần quà. Đây là Alabio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Rồi, cô cảm ơn. Dạ, còn đây là bộ gối của thương hiệu Elena, xin gửi tặng cô và chị. Dạ, cảm ơn cô. Thay mặt gia đình cô cảm ơn. Dạ, cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn cô và chị ạ. Dạ.